Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Chim mọi người. Bây giờ mình sẽ chế biến. Bây giờ mọi người sẽ đến bữa trưa vui vẻ. Hãy đến với Happy Lunch cùng với mình và Online Channel. Hôm nay mình có cơm trộn mà em On đã mua đến. Ô, vẫn còn nóng. Chị còn tắm luôn. Chị quay lại không? Chị không. Em sẽ quay lại. Thế thì bỏ món chảo của em vào mà quay. Chị không ăn chảo? Chị không. Ủa, tại sao? Sao quá anh ăn dở quá đi thôi. Ngon lắm. Nhiều rau thế. Ồ, thế nó nhiều giá thế. Tên 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 tên. Cơm trộn hạt quắc. Mình sẽ quắc. Quay cơm trộn với cả chảo. Hôm qua còn dư các bạn. Hai người mà chỉ cho một cái thìa. Thế à? Đánh giá 4,5 sao. Nó là 4,5 sao. Mình sẽ cắt luôn vào đây các bạn ạ. Mà đang trên nấu hay chào mọi người đi. Hello, xin chào mọi người ở kênh Bảy Cốt Sừng. Anon Channel đang cắt chả mực đó. Người con của Quảng Ninh lúc nào cũng ăn chả mực. Mình không ăn được giá nhưng mà nó là nhiều giá đấy các bạn ạ. Mình sẽ cắt thật là nhỏ nhí các bạn ạ. Mình sẽ cắt ra nhá. Chị đang bảo chị làm định làm cái gì mà chị quên nhá. Ngắt chả phải ấy. Chị đi vào chị làm cái gì quên. Giờ này mình có tuổi rồi hay sao mà mình hay quên ấy. Mình up look kit. Đây là bát của mình. Thôi để ra đây đã. Mình sẽ up look kit xong. Bây giờ mình sẽ quay lò vi sóng nhé các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở vlog băng trong vài giây nữa nhé. Bye bye. Bye bye mọi người nha.